Và chúng ta có thể thấy là sân bay đang di chuyển chậm rãi về khu vực bãi đỗ để các cầu thủ U23 Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với toàn bộ ban huấn luyện sẽ bước xuống sân bay Nội Bài. Và chúng ta sẽ có những màn đón tiếp phải nói là rất trọng thể, rất lớn ở ngay sân bay quốc tế Nội Bài trước khi các cầu thủ ra chào của các cổ động viên và lên xe buýt để đi diễu hành từ sân bay Nội Bài về thủ đô Hà Nội, về trung tâm thành phố. Quý vị có thể thấy chiếc chuyên cơ chở các cầu thủ U23 Việt Nam đang từ từ tiến đến bãi đỗ của sân bay quốc tế Nội Bài ở khu vực VIP A. Và lúc này thì rất nhiều người đã có mặt ở sân bay quốc tế Nội Bài đang hồi hộp chờ đợi để được nhìn thấy các cầu thủ của U23 Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo. Vâng, đây là lãnh đạo của Tổng cục Thể dục Thể thao cùng với các lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đều đã có. Sân bay đặt chân xuống sân bay quốc tế Nội Bài. Và một màn chào đón phải nói là rất hoành tráng. Hai chiếc xe cứu hỏa với hai cái vòi rồng rất là to trên nóc đã tạo ra một màn đón tiếp mà quý vị có lẽ đã từng nhìn thấy, đã từng được chứng kiến trên màn ảnh nhỏ, trên TV. Với những màn đón tiếp phải nói là dành cho những đội tuyển bóng đá đã từng vô địch châu Âu, vô địch thế giới. Và hôm nay đây, chúng ta được chứng kiến tận mắt một màn đón tiếp vô cùng trọng thị dành cho các cầu thủ U23 Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo, những người hùng của bóng đá Việt Nam, những người hùng của chúng ta. Tuyệt vời, phải nói là hết sức tuyệt vời. Tôi thật khó diễn tả cảm xúc của mình lúc này, rất hồi hộp, rất là cảm xúc. Thời tiết ở Hà Nội hôm nay và đặc biệt là ở ngoài sân bay, gió rất to và rất lạnh, nhưng chắc chắn là bầu không khí đang rất là nóng. Tuyệt vời. Từ thời rét nhưng trong lòng vui lắm, không có gì là buồn cả, không có gì là ấy cả, rét. Các cầu thủ của chúng ta, những người hùng của dân tộc Việt Nam, họ xứng đáng với điều này. Các cầu thủ ra đón con và được bắt tay với Phó Thủ tướng. Chúng ta đã trải qua rất nhiều cảm xúc trong suốt vòng chung kết U23 châu Á vừa qua, và chắc chắn là những cảm xúc vẫn sẽ còn tiếp tục trong nhiều ngày tới, trong nhiều tháng tới. Và ít giờ nữa thôi, ít phút nữa thôi, những cảm xúc sẽ dâng trào khi các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ bước xuống, đặt chân xuống sân bay quốc tế Nội Bài, những bước đi đầu tiên trên đất nước Việt Nam sau khi trở về từ vòng chung kết U23 châu Á Trung Quốc. Một bữa tiệc lớn đúng không ạ? Ở Hải Dương thì rất sức cảm động, thưa quý vị. Rất là nhiều cầu thủ ở Hải Dương thì không biết là các gia đình thì có thường xuyên hai chiếc vòi rồng lớn đặt trên hai nóc của hai chiếc xe cứu hỏa thì gia đình đang Hải Dương mình phun nước có 4 cầu thủ để chào đón các cầu thủ U23 Việt Nam. Một màn đón tiếp dành cho những nhà vô địch mà chúng ta có lẽ đã được chứng kiến qua TV, với những màn đón tiếp dành cho các nhà vô địch châu Âu, những nhà vô địch thế giới. Hy vọng là các thủ trẻ đội tuyển của chúng ta dù không vô địch, dù để tuột mất chiếc cúp hơi tiếc nuối, nhưng trong trái tim của người hâm mộ bóng đá Việt Nam, các cầu thủ của chúng ta thực sự đã là những nhà vô địch. Đội tuyển mình đầu rồi đã là hay quá hết, không còn gì để nói nữa. Thưa quý vị, hai chiếc xe cứu hỏa đang rút ra khỏi khu vực đường băng rồi. Và chiếc chuyên cơ chở U23 Việt Nam đang tiến dần vào khu vực bãi đỗ. Chúng ta sẽ được tận mắt
nhìn thấy những người hùng của chúng ta, những cầu thủ U23 Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ bước xuống sân bay. Quý vị có thể nhìn thấy trên thân máy bay "Tôi yêu tổ quốc tôi", một dòng chữ đầy ý nghĩa, hết nỗi tự hào. Và phía trước của chiếc chuyên cơ chở U23 Việt Nam là một lá quốc kỳ đang phấp phới bay. Đầu cầu Nhật Tân vào thời điểm này, không hiểu là những khán giả ở đây nếu mà theo dõi trên VTV Go và những kênh nội dung số của Đài Truyền hình Việt Nam thì chắc chắn là cũng có thể có được những hình ảnh mà họ nhìn trực tiếp từ sân bay Nội Bài khi mà chiếc máy bay đã hạ cánh, và họ biết rằng là cái quãng thời gian chờ đợi sẽ không lâu nữa đâu, và hãy tận hưởng cái không khí ngày hôm nay. Mỗi giây phút chờ đợi đều quý giá, đúng không ạ, khi mà các cổ động viên ở cạnh bên nhau hô vang Việt Nam vô địch. Thưa quý vị, vâng, bố mẹ của Quang Hải đang rất nóng lòng rồi. Những người hùng của chúng ta đang tiến rất gần vào bãi đỗ ở sân bay Nội Bài. "Tôi yêu tổ quốc tôi", dòng chữ đầy ý nghĩa, rất tự hào. Đây rồi. Đây rồi, chúng ta sắp được nhìn thấy những cầu thủ của chúng ta rồi. Không khí lúc này là hết sức sôi động và hết sức hồi hộp. Tôi đã nhìn thấy những cánh tay của các cầu thủ thân yêu của chúng ta giơ lên và vẫy chào người hâm mộ qua cánh cửa sổ máy bay. Quý vị có thể nhìn thấy không? Những cánh tay đang vẫy chào người hâm mộ qua cửa sổ máy bay. Đây rồi, chiếc máy bay đang ở rất gần chúng tôi. Vài phút nữa thôi là cầu thủ của chúng ta sẽ bước xuống máy bay. Rất hồi hộp. Những cánh tay đang vẫy chào người hâm mộ. Thưa quý vị, bởi vì là tôi rất hồi hộp từ sáng đến giờ, đợi rất lâu rồi, nên là chỉ muốn gặp con với lại tất cả các đồng nghiệp. Chiếc xe thang đang tiến ra sát cửa máy bay. Thì tôi một chiếc xe thang đang tiến ra ở cửa trước của máy bay để chuẩn bị đưa các cầu thủ của chúng ta xuống. Tất cả đều đang rất háo hức. Tôi vẫn nhìn thấy những cánh tay của các cầu thủ vẫy chào người hâm mộ qua cửa sổ máy bay. Hết rồi. Vẫn đang lên. Quay hết thang. Chiếc thang máy bay đang tiến đến cửa trước. Với các bạn trẻ
tại trường quay ngoài trời của Đài Truyền Việt Nam. Chúng tôi đang có những khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Và chúng tôi đang ở cạnh tôi lúc này, chắc chắn là mọi người đều mong muốn rất nhanh để có thể gửi đến tình cảm đến với các tuyển thủ chúng ta. Nào xin hỏi bạn, bạn muốn gửi điều gì đến với các tuyển thủ ngay lúc này? U23 Việt Nam đã, đang và sẽ là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Quá tuyệt vời luôn. Làm nhanh nào bạn, thì sao nào, bạn mong muốn gửi điều gì đến với các tuyển thủ ạ? Mình muốn nói là các cầu thủ hãy cố gắng và hết sức mình để có những trận đấu sau nữa. Hãy thật là tự tin, sẽ giành thật là nhiều chiến thắng về sau nữa. Tại sảnh VIP A sân bay Nội Bài, vừa rồi là những chia sẻ của khán giả trên kênh VTV6 chương trình Bữa Trưa Vui Vẻ. Máy anh Trần Nam đang vứt ở trên xe Trần Mai. Chiếc cầu thang, chiếc xe thang được trải thảm đỏ. Chưa bao giờ chúng ta cảm thấy thời gian mà chiếc xe thang và chiếc cửa máy bay mở ra lại lâu như thế này. Thực sự là như vậy. Và tôi nghĩ rằng là ngày hôm nay các cầu thủ cũng hết sức háo hức được trở về nhà. Nào, những thủ tục cuối cùng của các nhân viên hàng không. Sự liên lạc giữa hai bên để cánh cửa kia mở ra. Và những nhà vô địch trong lòng chúng ta sẽ trở về. Rõ ràng là các cổ động viên đều nghĩ tới tương lai. Đó là một suy nghĩ rất chính đáng, bởi vì chúng ta hy vọng rằng là chúng ta sẽ còn được sống trong không khí này nhiều lần hơn nữa. Chiến thắng này sẽ là một nguồn động viên cho nhiều thế hệ trẻ của bóng đá Việt Nam. Đó mới là ý nghĩa thực sự của chiến thắng ngày hôm nay. Sự tôn vinh mà chúng ta đang dành cho các cầu thủ ngày hôm nay cũng là một sự động viên cho những thế hệ cầu thủ tiếp theo, những thế hệ người làm bóng đá tiếp theo đầu tư nhiều hơn nữa cho bóng đá trẻ để có được những thành công như thế này. Từ trường quay S12, chúng ta ghen tị một chút. Và đây là những người hùng đã bước ra chăng? Vâng, cánh cửa đã mở ra, thưa quý vị. Chúng ta chờ xem ai sẽ là người bước ra đầu tiên. Trong những ngày qua, câu hỏi lớn nhất của chúng tôi vẫn là các cầu thủ nghĩ gì trước tình cảm của người hâm mộ Việt Nam. Và chỉ trong giây lát thôi, chúng ta sẽ được nhìn thấy huấn luyện viên Park Hang-seo. Ông Park Hang-seo là người bước ra đầu tiên. Xin cảm ơn ông với những điều tuyệt vời. Ông Park Hang-seo, đứng bên cạnh ông là trưởng đoàn bóng đá Việt Nam tham dự giải U23 châu Á, ông Dương Vũ Lâm. Lương Xuân Trường có lẽ là người đi ngay phía sau đúng không ạ? Đội trưởng của U23 Việt Nam. Rất là khó để có được một không gian tác nghiệp vào thời điểm này. Ai cũng muốn có được góc nhìn đẹp nhất. Các người hùng của bóng đá Việt Nam. Ông Park Hang-seo chưa từng trải qua cảm giác này. Đây là 40 ngày đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của ông. Thật là vất vả cho ông khi phải đón nhận quá nhiều những bó hoa vào thời điểm này đúng không ạ? Trợ lý ngôn ngữ đi ngay sau ông. Vâng, Lương Xuân Trường, thủ quân của đội tuyển U23 Việt Nam, người đã chứng tỏ một sự tiến bộ rất lớn về chuyên môn trong giải đấu lần này. Bùi Tiến Dũng, trung vệ, trưởng thành từ câu lạc bộ bóng đá Việt Ten. Đỗ Duy Mạnh, câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, đội tuyển U23 Việt Nam, người đã chơi xuất sắc tại giải đấu năm nay. Ông Getter, giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Ông trợ lý huấn luyện viên, trợ lý huấn luyện viên Lưu Đình Tuấn, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Phong Hồng Duy, Bùi Tiến Dũng, thành viên ban luyện và thành viên ban huấn luyện và bác sĩ, những người đã làm rất tốt ở giải đấu năm nay, và chắc chắn là chúng ta cũng phải dành sự cảm ơn rất lớn cho họ. Họ đã tạo ra một đội bóng chơi không biết mệt mỏi. Vũ Văn Thanh. Đây là Vũ Văn Thanh. Chúng ta sẽ còn nhớ dáng đứng của Vũ Văn Thanh ở giải đấu năm nay. Trợ lý thủ môn. Nào, đây là Đoàn Văn Hậu. Hãy dành thêm một chút không gian cho họ. Đức Huy.
Văn Toàn. Thật là dễ dàng khi chúng ta đã có thể nhớ tên các cầu thủ vào thời điểm này đúng không ạ? Các cầu thủ U23 đã trở thành những người hùng. Tiến Dụng, người đã chơi trong trận đấu chung kết. Lối đi thì ngày càng nhỏ lại. Các nhân viên an ninh cực kỳ khó khăn, cực kỳ vất vả. Nhưng phải nói rằng tôi thích không khí này. Tiến Dũng, đây là thủ môn Tiến Dũng. Mọi người đang nhắc tới tên của Quang Hải. Quang Hải lúc nào cũng điềm đạm như vậy. Một cầu thủ mà trong bóng đá người ta gọi là rất là lì đúng không anh Thuận? Đây rồi, Quang Hải. Nào các nhân viên an ninh hãy chăm sóc kỹ hơn cho Quang Hải. Rất nhiều người đang muốn chạm tay vào anh. Một cái ôm. Ngay cả những nhân viên an ninh hay là nhân viên của các hàng không ạ. Và lúc này cũng muốn cũng đến tranh thủ để có một tấm ảnh selfie. Công Phượng. Có vẻ hơi mệt mỏi một chút, nhưng phải nói rằng đây là một giải đấu thành công của Công Phượng. Đã vượt qua được chấn thương, nếu mọi người biết rằng là anh đã gặp chấn thương trước khi giải đấu diễn ra. Hà Đức Trinh. Lại tắc đường, không sao đâu, phía trước sẽ còn khó khăn hơn. Đây là trọng đại đúng không ạ? Đúng rồi, trọng đại. Trọng đại mới 20 tuổi và cả một tương lai phía trước, vẫn còn một giải đấu U23 phía trước. Đình Trọng ở phía sau. Còn đây là phía trước của đoàn. Ông Park Hang-seo di chuyển rất vất vả. Thực sự thì chỉ có phóng viên và những người thân của gia đình mới được vào, nhưng mà đã là quá đông rồi. Ai cũng muốn có được tức là một không gian tốt nhất. Những người được vào hình ảnh rất đẹp ạ. Chân máy bay ở trên cầu thang máy bay vào thời điểm này chắc chắn là các cầu thủ đã xuống hết rồi. Các nhân viên có mặt trên chuyến bay ngày hôm nay, nếu tôi không lầm thì cũng mặc trang phục quốc kỳ của Việt Nam phải không ạ? Họ bắt buộc phải mặc đồng phục rồi, nhưng mà họ vẫn cố gắng để có thêm một chút không gian màu đỏ. Đức Huy, nụ cười rạng rỡ. Ai hãy chỉ cho tôi những hình ảnh về trận đấu chung kết ngày hôm qua nào. Không còn nữa. Duy Mạnh bên cạnh những người thân.